Một tin vui cho những người hâm mộ môn boxing, rạng sáng nay thì tuyển thủ boxing Việt Nam Nguyễn Văn Đương đã gây bất ngờ khi hạ knockout tay đấm của Thái Lan chỉ trong vòng 60 giây và giành suất dự Olympic thứ 5 cho đoàn thể thao Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản diễn ra vào mùa hè năm nay. Võ sĩ người Thái Lan Chatchai Dechabudi rất mạnh, từng thắng Văn Đương ở chung kết SEA Games năm ngoái. Nhưng lần tái đấu này, tay đấm người Việt Nam đã tung những cú đấm móc đầy uy lực và hiệu quả khiến đối thủ bị xử thua chỉ trong 60 giây. Tại trận tứ kết vòng loại Olympic Tokyo 2020, khu vực châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại Jordan. Kết quả này đã giúp Nguyễn Văn Đương lọt vào nhóm võ sĩ có thành tích cao nhất, hạng cân 57kg, qua đó ghi tên mình vào bán kết, đồng thời đoạt vé chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tới tại Nhật Bản. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, ngoài Nguyễn Văn Đương, thể thao Việt Nam đã có 4 suất nữa dự Olympic 2020 của Nguyễn Huy Hoàng môn bơi, Lê Thanh Tùng môn thể dục dụng cụ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Hoàng Phi Vũ môn bắn cung.